Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cả tuần này ông xã được nghỉ. Hôm nay hai vợ chồng Mai hẹn hò một chút. Merci. Vừa có hẹn với bên thuế xong, xong công việc rồi. Bây giờ hai vợ chồng Mai tới nhà một người bạn. Đây gia đình nhà Mai đang ở Thê Vu nhé. Thê Vu thì cách nhà thì là nơi mà bạn ông đồng nghiệp của ông xã Mai sống ở đây. Nên là chỉ có 5 phút tới nhà bạn thôi. May mắn là hôm qua hai vợ chồng bạn Mai đi chợ trồng hổm đó, đi Park the Maggie Bell, là thế là Mai mới nhờ bạn Mai mua rau củ ớt ở đó cho Mai. Và bây giờ thì Mai tới nhà bạn Mai lấy. Đó, không đi được vẫn có bạn mua cho. Vui là vui. Tại vì hôm nay vợ chồng Mai tiện đến đây thì mới tới nhà bạn thôi, chứ nếu mà không tiện đến đây thì mình lại không có nhờ được. Chào ghi chị đi quá. Bonjour. Con đường tới nhà bạn của ông xã Mai đây. Đây là nơi mà Mai với vợ của bạn ông xã Mai hái sơ ghi đó. Ăn trộm sơ ghi năm trước. Và đã tới nơi. Chị xe Le Pin à? Đó, đã tới cổng nhà bạn nhé. Rất là gần. Đúng 5 phút là tới nơi. Y chồng của Thoa mình đi gì ra. Nói 5 phút là sai, chắc chỉ có 2 phút tới nơi. Ôi chùi bảo ông thế cắm em. Ê xe là u về là bót bốn u. Đó, bạn đã mở sẵn cửa cho Mai rồi mà ông xã nói là không, bây giờ phải ra ấn chuông chứ. Không có tự đi xe vào mà bạn mình đã mở cổng rõ ràng rồi đó. Đấy là người Pháp nhé, họ rất là lịch sự. Hai còn tính Việt Nam, thấy bạn mở cổng sẵn nó cứ phóng vào. Tại vì mình có hẹn với bạn rồi chứ không phải không hẹn. Nhưng mà ông xã thì khác nha. Hẹn rồi, bạn biết giờ này tới rồi, mở cửa cho mình rồi, nhưng mà anh vẫn ra, anh ấn chuông. Dứt khoát không vào nhá. Phải đứng đợi cơ, sợ chứ. Thấy chưa, đó, người đàn ông của em đó nhá. Ý. Đó. Phải gặp được bạn xong rồi là bắt đầu là bạn kêu vào, bắt đầu mới vào nhá. Trời ơi. Chưa thấy người đâu, thấy tiếng đâu người đâu. Bonjour, bonjour. Mais c'est pas grave. Bạn là bạn mặc hẳn mặc đồ ngủ. Bonjour, bonjour. Oh là là, le piment, tu as piment. Dạ là ăn cao ý. À, bà mới dành được. Chị đón cà đô mà cô pin. Cô ta cà đô của mẹ ấy. Bà vợ, bà vợ. Oh là là, bà mẹ xin cô. Chị vợ. Chị vợ, là chị sẽ lưu phí chú mẹ đón mà ta lăng đi xong con đi. Ô, chị vợ, xả, chị vợ. Thế bồng. À, lấy hóa khai. Ok, ok. Đây, 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 bạn. Nhờ bạn mua rau cho Mai. Mà đi sushi ở Pa Nô Nô. Bonjour. Sao bà? Sao bà? Tout va bien. Oui, allez. Aya. Oula. Tu travailles aujourd'hui? Il a travaillé. Ouais, je travaille aujourd'hui. À 10h30. À 10h30, ouais. Coucou. Merci. Dis bonjour Maya, tu dis bonjour là. Maya. Maya et quoi? Deuxième c'est quoi? Alex. Alex, je l'appelle Alex. Bonjour. Il fait bien les vacances. Tu t'appelles Aimé? Tu t'appelles Aimé, ma fille, et Louis. C'est vacances. Ils sont en vacances aussi. Alex, bonjour. Anh kia nghe đi từ ra chào xã. Con nói con, tu dis bonjour, tu dis bonjour cho mon. Bonjour. Eso tan tan con un là đó, bạn Mai thì tất tẩy lấy nước mời vợ chồng Mai. Bon santé. Đây từ hôm mà bạn về Campuchia nhá, thì bạn có kêu là có mang quà cho Mai mà đợi không được, để vào trong ngăn đá đó, cho cá khô cho Mai. Rồi hôm nay Mai mới tới gặp được bạn nhá, để xem là bạn bỏ đồ thế nào. Đây 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 đây, con của bạn leo lên. Leo lên, bạn đã la con rồi. Ok.
Ok, c'est bon. Maman va va tâcher, attends, chờ sang chi cái câu chuyện. Đây đây đây. Bạn của Mai bỏ này. Lạc xưởng này, từ Việt Nam cầm sang này. Đây là gì đây? Cá khô này. Đó. Cá khô nữa này. Đó. Trời ơi, cá khô đó. À đây, cá này là cá ngày xưa chị thu đã cho Mai rồi, Mai rất thích này. À, trời ơi, nhiều đây này hả? À, thế ở bên đấy cũng ăn cá như của Việt Nam mình này. Nó, gác bút thua. Trời ơi, cái gì đây? Ça c'est du thé comme ça. Oui. Bạn ấy nấu ăn cái đồ găng tay. Đồ găng. Tu sais là ça. Oui. Tu dois essayer d'en goûter un tout petit peu. Moi je sais pas ça, mais je dois goûter ça. Oui. Tu dois goûter ça. Oui. Et ça, ça veut pas. Mais ça c'est pas au nord, nha. Ça c'est au sud. Oui. Au sud de Vietnam, et ma copine qui me donne. Oui. Et moi, au sud. Ah c'est ça, c'est pas ça? Oui. Mais de considérer après, c'est pas... On peut manger ça? Ah bah non, il faut que tu enlever le pot. Oui. Non, c'est de l'homme. Tu enlever le pot, mais tu laisses décongeler là-bas. Hein. Voilà. Affairement. Après, tu manges avec les piments et tout, avec les... Voilà. Comme on mange avec les trucs comme ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est... Ah, d'accord. Attends. Des trucs comme ça. Oui. Je vais donner à toi. Là, là. Bạn cho mon hộp. Ouais, c'est comme ça. Tu vois, dans le photo, moi, je mange comme ça. Ah, c'est trop bon. Oh là là. Đây bạn cho một quả này mà. Chờ ta đi tư phô tô mẹ phê ở đi pa viên bạc cơ cho tông lông tông quả. Đây là bạn cho một cái trái cây này mà Mai không biết là trái cây gì nhá. Chưa gặp bao giờ luôn. Được quá là. Le chou le sop comme ça là. Bà à Paris to. À d'accord. À Paris to. Ça tu jamais acheté ça. Non, je sais jamais mangé ça. Chờ chú nhá. Cả đây un phô tô á. À thế ăn được. Oui. Bạn chia hai mỗi người một nửa. Đây là bạn đang cho Mai cá khô nha. Bát thu. Ça c'est pour moi. Regardez une pour moi c'est sûr. Ça c'est très bon aussi. Là tu kim mang aussi. Oui, c'est kim mang. Ăn sơn ra bạn. Đây, c'est bon. On peut tâcher les mains, c'est pas grave. Non, non, mais là, tu dois manger. Oh, c'est pas grave. Oh là 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 là, d'accord, comment ça va, celui-là? J'ai dû donner à toi. J'ai tout mangé. Et toi, tu partis. Tu veux pour moi? Toi, tu partis, tu penses à moi. Ah oui, bien sûr. Pourquoi tu vas mettre tout ensemble? Non, non. Après, ça, je donne tout à toi. Non, je donne tout à moi. Oui, c'est donné à toi. Non, 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 ah, non, j'ai déjà beaucoup. Ça, j'ai déjà acheté deux porquets, c'est pas ça. Ah non, c'est moi. Ok, ouais. Si je suis aussi là. Non. Et ça, tu connais déjà? Je sais déjà, mais moi, j'aime pas beaucoup. Ah, ok. Lạc xưởng, bạn hỏi Mai ăn con lạc xưởng không thì Mai lại không thích lắm nhỉ. Merci beaucoup. Et après, c'est ça, il faut mettre avec egg et tout là. Comme ça. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Vous pouvez faire ça avec le viande hachée. Oui. Avec dans le jeu dedans. Oui, c'est ça. Avec un vapeur. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. À, có nghĩa là cái món cá để làm mắm chưng. Rồi lại có món mắm chưng. Tốn cơm nữa. Ah, c'est comme ça, c'est la vérité. Avec la tête, tu peux mettre soupe. Ah oui, d'accord, j'ai appris des scones. C'est dans la tête, tu peux mettre soupe, la pain et tout. Ah non, sans ça va, non, c'est la soupe. Belle ma soeur. Ça, c'est pour faire la soupe. Oui, soupe, soupe, là, pour faire. Tu fais attention à ça. Beaucoup déjà, ça va. Non, c'est déjà, je vais mettre deux. Oh là là, c'est tout. Non, merci. Tu peux laver dans les congés, je crois. Oui, oui, c'est parti avec. Merci beaucoup. C'est tout déjà. Ça c'est bête à ta. Non, ça c'est à toi là. Ouais. Đây. Tổng quà, tổng quà bạn cho nhá. Cá. Con cá. Trái cây này Mai chưa gặp qua, Mai chưa biết nhé. Je jamais mangé ça, ça fait pas. Oh, c'est très bon. Et je prends ça, ça. Oui, pas ça. Merci, d'ailleurs. Ah, je vais donner ça. Attends, je vais donner un autre pour toi. Tu coûtais, c'est très bon. Đây là cái món mỡ ớt bạn Mai dã cực kỳ ngon luôn. Trời ơi. Lavez les mains, hein? Oui, sinon tu sens très très bon, hein? Merci. Là, c'est ça. Ça? Ah, c'est bon, c'est ça? Oui. Ah, bạn Mai
đang cháy cái gì cơm cháy trà bông cho mai, nhưng mà do là bị để lâu quá nó hỏng nên là bạn không cho được. Trời ơi, đấy, đến nhà bạn chơi. Ah oui, comment tu sais? Comment tu as? Bah ça, tu manges avec le la mangue. Oui, je sais, c'est toi qui fais? Non, j'ai acheté au Cambodge. J'ai acheté comme ça. Mais c'est très pauvre. Oui, je sais, c'est pas, j'ai mangé là. Trời ơi, giống như kiểu là mắm mà giống như kiểu là mắm chưng ấy, nó thơm lắm. Nó thơm mùi mắm ruốc ấy. Chưng để ăn không hả? Để ăn với lại trời ơi, ăn trái cây. Đấy, quà đấy. Đến chơi. Lấy quà. Cái này phải đến chơi thường xuyên. Đây là rau bạn của Mai mua cho Mai nhá. Đó. Đây. Qua bạn mua cho Mai đây. Ớt đó, bây giờ ớt nhỏ rồi. Ờ, tu veux un hành peu tây. Des pois poires. Des très bon hein. Oui, oui, c'est le même comme tu veux. Oui, oui, c'est le même. C'est ma copine qui t'a fait moi. Đấy. Đây là đi chợ. Trời ơi, bạn có cái gì là bạn cũng cho. La prochaine fois, ouais. La prochaine fois quand tu viens chez moi, ouais. Je fais. C'est pas poisson, mais poisson je fais avec tu sais le viande là c'est. Oh. C'est ma copine, elle a donné moi. Oui. Oui, oui. Un partager. Oh, merci beaucoup. Tu cuisines beaucoup aussi avec ça? Oui, on cuisine beaucoup. On fait la soupe chou. C'est pas bien grave avec ça. Oh. Ok, combien je dois le légume? Oh non, c'est pas grave. Non, c'est obligé. Okay. Kêu bạn muốn bao nhiêu tiền trả cho bạn, bạn bảo nó không lấy và không được, không được. Không được. Non. On s'y donne, je viens plus chez toi. Ah. Je sais, attends. Pas combien? Ah, on a déjà. Donne-moi. Non, c'est comme info. Đây là bạn nha, bạn cho cái này Mai không biết là cái gì. Là thịt này, c'est toi cái quỷ ra. Oui, c'est moi qui fais. Ah, mais je vais vous goûter chứ. Ah oui, tu manges avec tous les légumes qui partent. C'est d'accord. Très bon, avec le riz et tout. Est-ce que tu veux que je donne ça? Non, okay. Non, c'est moi. Pas đây là cái món này để chấm tất cả các cơm loại rau sống nha. Đó. Trái cây. Pourquoi? Oui, parce que c'est là. Merci beaucoup. Vào đi rồi ha. Merci beaucoup. Ouais. Oh là là, mais je sais pas que dans le parc de Maggie Perry, il y a encore ou pas? Oh, si, fait beau, tout seul, la vie, hein? Mais faut-il qu'on est encore, ça? Peut-être? Oui, il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup, tu vois, c'est l'ennemi d'Oda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Sylvana. À bientôt. D'accord. Merci. Ouais. Merci. Oui, bon courage. Đó, đó. Bác sĩ khắt khe với lại những người làm mà như kiểu ông xã Mai với bạn của ông xã Mai, đồng nghiệp ông xã Mai lên là họ đang không cho đi làm. Ok, merci beaucoup. Au revoir, Maya. À bientôt. À bientôt. Xin mời thân ông. Merci beaucoup. Au revoir. Trời ơi, cô chú anh chị các bạn thấy không? Tới một cái túi hay không? Chị đi ông quá. Alex, chị đi ông quá. Au revoir, Alex. Ê, chị đi ông viên avec le sách vít, ông bà tia avec le sách khèn. Bà đi, sao? Ok, Mai rất là vui. Oh, ça c'est la nez prochaine qui pousse nè. Ok, đó, hai vợ chồng Mai là tay sách nách mang này. Mai rất là vui, rất là nhiều. Ok, một ngày rất là đơn giản của hai vợ chồng Mai. Ông xã nghỉ cả tuần, hôm nay thì hai vợ chồng Mai đi một chút công việc đến chỗ sở thuế đấy. Mọi việc cũng đã xong, hoàn thành. Bây giờ thăm bạn xong rồi là bây giờ hai vợ chồng Mai về nhà. Mai rất là vui là bạn đã giúp Mai mua rất nhiều rau, không phải rất nhiều, mua được ít rau củ Việt này, rau củ châu Á này. Sau đó lại còn cho rất nhiều quà nữa, đặc biệt là rất nhiều cá khô. Món cá khô này thì ngoài Bắc với người Nam ăn khác nhau nhé. Thì đây là hầu như là
Mai rất thích ăn cá khô, nhưng mà cá khô của bạn cho này là Mai đã được ăn rồi, là người Nam ăn rất là nhiều. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ thế cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Okay.